Cập nhật những diễn biến căng thẳng xoay quanh chiến sự Nga-Ukraine, mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây trước khi đến với thông tin chi tiết. Pháo binh và không quân Nga đồng loạt tấn công vị trí trọng yếu của Ukraine, thị trấn Adeka. Đặc nhiệm GRU, Amata và bộ binh Nga đánh lớn tại Kalechika. Nga phản đòn bao vây ngược Adeka, gió đã đổi chiều. Ông Zelensky lo lắng phương Tây phớt lờ Ukraine lạnh lùng với Kiev, giai đoạn quan hệ lãng mạn Ba Lan Ukraina đã hết. Tổng thống Nga Putin đến Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 10 năm vành đai con đường. Pháo binh và không quân Nga đồng loạt tấn công vị trí trọng yếu của Ukraina, thị trấn Adeka. Quân đội Nga đã sử dụng bom và tên lửa để tấn công các vị trí và hầm trú ẩn của lực lượng vũ trang Ukraina. Hiện tại, quân đội Nga đang mở rộng các đợt tấn công ở hầu hết các hướng, một trong số đó là thị trấn Adeka thị trấn này được coi là thành trì của lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass. Vào sáng ngày 10 tháng 10, pháo binh và không quân Nga đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở ADK và khu vực. Các vị trí của Ukraine ở ADK, Ocheretino, Umaskoi, Netalovo và các khu định cư đã bị phá hủy. Lực lượng Nga tấn công vào các hầm trú ẩn, vị trí của Ukraine bằng bom và tên lửa, Nhà máy than cốc địa phương Adk được quân đội Ukraine sử dụng làm căn cứ quân sự đã bốc cháy dữ dội. Cơ sở này gần như bị lực lượng hàng không vũ trụ Nga tấn công hàng ngày. Ở phía tây bắc Adeka, quân đội Nga vượt qua đường sắt và tiến sát đến vùng ngoại ô thị trấn Berdichi. Việc kiểm soát khu định cư sẽ cho phép quân đội Nga cắt đứt đường tiếp tế chính của lực lượng vũ trang Ukraine ở Adeka. Về phía Kiev, các nguồn tin quân sự Ukraine cho biết lực lượng vũ trang Ukraine chịu tổn thất nặng nề ở khu vực Cheratino, nơi nhà ga bị phá hủy bởi các đợt không kích của nga. ở phía nam quân đội nga đang đẩy lực lượng vũ trang ukraine ra khỏi vị trí của họ gần Opinoi. vài tuần trước một vài nhóm binh sĩ ukraine cố gắng tiến vào làng nhưng bị đẩy lùi. quân đội nga cũng đã tiến vào những cánh đồng gần đó. giao tranh vẫn tiếp tục ở khu vực vodianoi. thành trì của lực lượng vũ trang ukraine ở adepka được coi là một trong những công sự mạnh nhất ở donbass. Các cuộc không kích nhằm phá hủy nó là điều cần thiết trước khi thực hiện bất kỳ chiến dịch tấn công trên bộ nào ở khu vực. Quân đội Nga cũng buộc phải bao vây thị trấn ở ngoại ô nhằm tránh tổn thất nặng nề trong các cuộc tấn công trực tiếp. Việc phá hủy các vị trí của lực lượng vũ trang của Ukraine ở Adepka là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho thường dân trong khu vực trung tâm thành phố Donetsk vì lực lượng Ukraine liên tục pháo kích vào khu vực này. Đặc nhiệm GRU, Amata và bộ binh Nga đánh lớn tại Kaletschka trên hướng mặt trận phía Nam Ba Mút, các đơn vị đặc nhiệm của GRU, Amata của vệ binh Chechnya và bộ binh cơ giới quân đoàn 20 của Nga đã không cho quân Ukraine tiếp cận tuyến đường sắt ở làng Kalachyka. Tờ Pressa cho biết quân Nga tiếp tục đẩy lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi phía Nam Ba Mút. Hướng tấn công của quân đội Ukraine đã quá rộng gần 10 km và gần như không còn lực lượng để bao trùm một khu vực rộng lớn như vậy. Tuy nhiên, họ vẫn đang cố gắng cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của quân Nga. Trong khi quân Nga bao gồm lực lượng đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo Quân đội Nga, lực lượng đặc nhiệm Amata của vệ binh Chechnya và quân đoàn 2 đang thực hiện luân chuyển thành công, bổ sung lực lượng trên hướng này. Theo thư ký báo chí của mặt trận phía đông quân đội Ukraine, Đại úy Ilya Jeslat, người ước tính quy mô của nhóm quân Nga tại Bamut, có ít nhất là 50.000 người. Như vậy, có khả năng quân đội Nga tại đây đã tăng cường lực lượng trong những ngày qua. Làng Kaletheka vẫn là nơi xảy ra giao tranh ác liệt nhất. Ngôi làng nằm cách thành phố Bamut 6 km về hướng Nam. Tại đây có tuyến đường sắt quan trọng chiến lược đi qua, là một trong những tuyến đường cung cấp chính của Bamut. Quân Ukraine đang cố gắng đến ga xe lửa nhưng không thành công. Ông Ramzan Kadyrov, Tổng thống của nước Cộng hòa tự trị Chechnya thuộc Nga tuyên bố rằng hiện làng Kalecheka đang được bảo vệ bởi các binh sĩ của lực lượng đặc biệt Amat của vệ binh Chechnya cùng với lực lượng đặc biệt GRU và lính bộ binh cơ giới của quân đoàn hai Nga các trận đánh diễn ra quyết liệt tại hai làng kaletcheka và adreka trong những ngày qua khi các mũi đột kích của quân đội ukraine với sự yểm trợ của xe bọc thép cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của quân nga ở gần tuyến đường sắt chạy qua giữa làng để hạn chế thiệt hại quân đội nga tại đây đã tích cực dùng hỏa lực pháo binh ngăn chặn và tấn công bằng tên lửa chống tăng có điều khiển khiến các mũi đột kích của quân đội ukraine vào kaletcheka tổn thất lớn về quân số và vũ khí trang bị quân đội Ukraine bị tổn thất đáng kể và khu vực chiến đấu ngổn ngang xác lính Ukraine và xe bọc thép bị cháy. Một nguồn tin của lính Nga viết trên Telegram. Hiện các đơn vị Ukraine tại Kalachyka đang phải tạm dừng tấn công để củng cố lực lượng, chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới. Thông tin từ các nhà báo chiến trường của hãng tin Nga Ria Novosti, hiện tại tình hình khu vực Kalachyka đã ổn định. Giao tranh bước vào thế trận răng co, nhưng tình hình vẫn vô cùng căng thẳng và bất ổn. Còn làng Adreka, một ngôi làng nhỏ nằm gần sát làng Kalacheka giờ đây không còn tồn tại. Sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, pháo kích và xung đột ác liệt đã biến ngôi làng ấm cúng một thời thành một cánh đồng đổ nát và hủy diệt. Đoạn phim từ UAV của Ukraina quay lại cho thấy cảnh đống đổ nát của những ngôi nhà và những con đường bị tàn phá. Ngôi làng giống bức tranh về ngày tận thế và bi kịch không đáy của cư dân địa phương. Giờ đây đã bị tước đoạt nhà cửa và mọi thứ mà các thế hệ trước đã xây dựng và bảo tồn. Chính quyền địa phương xác nhận rằng trước khi chiến sự bùng nổ, chỉ có 77 người sống ở làng Adoreka. Ngôi làng rất nhỏ này chưa bao giờ có hạ tầng rộng lớn, thậm chí là còn không có bưu điện. Do vậy, việc tuyên truyền chiến thắng của cả Nga và Ukraine với ngôi làng này có ý nghĩa biểu tượng. Theo đại tá Nikolai Usalovich, tư lệnh lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, hiện quân đội Nga đang tăng cường các đơn vị chủ lực gần 3 mút. Ông Usalovich cũng bác bỏ tuyên bố của tướng Sisky, tư lệnh mặt trận phía đông Ukraine, là quân Ukraina tại Bamut đã đánh thiệt hại nặng lữ đoàn dù của Nga ở phía nam Bamut vào hôm 19 tháng 9. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cũng khẳng định quân Nga tại Bamut chịu tổn thất không đáng kể. Nhưng tổn thất của quân Ukraina là rất lớn do thực hiện tiến công bằng các phân đội nhỏ bằng chiến thuật lan sóng người dọc theo tuyến Kalacheka, Andreka, Kudiumika. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng Bamut không còn có giá trị chiến lược nào đối với Ukraina và cũng chỉ rõ rằng Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine muốn tiếp tục cầm chân các đơn vị Nga tại Bamut. Tuy nhiên, điều đó đã phân tán lực lượng của Ukraine trên hướng Japoritia. Theo trang bình luận quân sự của Nga cho biết, quân Nga cuối cùng đã đánh bật các lực lượng Ukraine ở làng Orekhovo, Vasijaka, cách Bamut 10 km về phía tây bắc. Quân Ukraine đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công bằng xe bọc thép giữa Orekhovo, Vasilika và Jalinyan, cách Bamut 13 km về phía bắc, nhưng không thành công. Cường độ sử dụng máy bay không người lái của Nga gần 31 thấp hơn so với trên hướng Japorohi. Theo các chuyên gia, lý do là quân đội Ukraine tăng cường phương tiện tác chiến điện tử trên hướng này và các phương tiện tác chiến điện tử là mục tiêu chính của pháo binh Nga. Nga phản đòn bao vây ngược ADK, gió đã đổi chiều theo bài viết trên Topwar cho đến thời điểm này, có thể khẳng định rằng quân đội Ukraine đã thất bại trong cuộc phản công mùa xuân và khi mùa thu đã đến, quyền chủ động trên chiến trường đã hoàn toàn thuộc về quân Nga mà minh chứng rõ ràng nhất là trên mặt trận ở thành phố Adeka. Trên hướng này, quân Nga đã chọc thủng được tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine và tiến đến vùng ngoại ô phía đông ở làng Berdichi. Hiện nay, quân đội Nga đang tấn công mạnh mẽ vào thành phố và các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine trong vùng lân cận bằng hàng chục khẩu pháo Đại Bác và MLRS cỡ nòng lớn. Có thông tin về việc binh sĩ Ukraine bỏ lại những đồng đội bị thương của họ, chạy trốn khỏi vị trí phòng thủ của mình ở khu vực ADKA. Có thể hành động của lực lượng vũ trang Nga là sự chuẩn bị cho những hành động tấn công quyết liệt hơn nữa nhằm giải phóng thành phố này. Do mặt trận được mở rộng rất lớn và tổn thất binh lực cao, Ukraine không có thời gian để tiến hành luân chuyển quân tới tăng viện cho ADK. Đồng thời, một số chỉ huy tiền tuyến thực lực lượng vũ trang Ukraine và các binh sĩ Ukraine thừa nhận rằng các xe bọc thép của Nga đang di chuyển từ Donetsk qua pesky đến Vodianoi và OPD với mục đích bao vây ADK từ phía tây nam và thực hiện cuộc tấn công đột phá ở Tonenký. Tuy nhiên, quân đội Nga có thể sẽ không đánh thẳng vào ADK mà có lẽ sẽ bao vây nó giống như ba mút Atemus. Hiện nay, thành phố này đang hứng chịu hỏa lực dữ dội từ lực lượng vũ trang Nga cũng như các tuyến đường tiếp tế phía Tây cho quân đồn trú Ukraine. Theo giới chức Moscow, cuộc tấn công của lực lượng Kiev cuối cùng đã chấm dứt. Bộ tổng tham mưu của lực lượng vũ trang Ukraine dường như sắp thay đổi chiến thuật sang chiến thuật phòng thủ. Quyền chủ động thực hiện các cuộc tấn công ngày càng được chuyển sang quân đội Nga tuy nhiên quân đội ukraine không có thời gian để xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc trái ngược với công việc kéo dài hàng tháng trời của lực lượng vũ trang nga nhằm củng cố khu vực kiểm soát của mình ở phía nam và đông khiến ukraine bất lực trong cuộc phản công tất nhiên là còn quá sớm để nói rằng quân đội ukraine đã hoàn toàn kiệt sức điều này cũng được thể hiện rõ qua các báo cáo của bộ quốc phòng liên bang nga trong đó báo cáo về việc lực lượng vũ trang ukraine tiếp tục nỗ lực phản công mặc dù luôn có kết quả không thành công Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ở các khu vực chiến sự khác, tất cả các cuộc tấn công của quân đội Ukraine đều bị lực lượng vũ trang Nga đẩy lùi. Trong những ngày qua, mật độ và cường độ bắn pháo của lực lượng vũ trang Ukraine về hướng Nam Donetsk đã giảm đáng kể và hầu như không có trận đấu pháo nào. Do AFU đã chuyển phần lớn các tiểu đoàn pháo binh sang hướng Atemos, Bamus ở Bắc Donetsk và Japorohi. Theo hướng Kherson, các cuộc đấu pháo và trận chiến tiếp tục diễn ra trên các hòn đảo ở vùng ngập lũ Dnieper. Trước đây có thông tin về việc lực lượng vũ trang Ukraine có ý định vượt sông trên quy mô lớn trong khu vực này và chiếm giữ Nova Kakhovka, nhưng đó là một thông tin không chính xác. Nhưng Bộ Tổng tham mưu Ukraine vẫn đang thể hiện trong các báo cáo về các hành động tiếp tục tấn công của AFU theo hướng Melitopol và Bamut. Theo hướng Japorohi, Ukraine đang tập trung hỏa lực mạnh vào các vị trí của quân Nga bằng hỏa lực pháo binh. Bên cạnh đó, cả hai bên đều tích cực sử dụng máy bay không người lái để trinh sát và tấn công quân ukraina tập trung tấn công vào tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang nga ở phía tây bắc làng verbovi mặc dù không có hướng tấn công rõ nét nào trong khi đó các nhóm tấn công của nga đã phản công thành công trên phòng tuyến rabotino verbovi và đánh bật quân địch khỏi một số điểm đóng quân quân đội nga đã tăng cường sử dụng loại đạn dẫn đường chính xác karasnopol điều này giúp cho hoạt động của pháo binh của nga trở nên hiệu quả nhất có thể Tính đến thời điểm bắt đầu tan băng vào mùa thu, lực lượng vũ trang Ukraine trên thực tế đã ngừng sử dụng xe bọc thép hạng nặng. Mọi hoạt động kể cả tác chiến lẫn di chuyển quân hầu như đều được thực hiện bằng xe bán tải. Rõ ràng trong điều kiện như vậy, lực lượng Ukraine không thể sử dụng xe M1 Abrams nặng hơn 60 tấn của Mỹ trong tương lai gần. Hơn nữa, đối với Kiev, những chiếc xe tăng này hầu như sẽ chỉ được sử dụng làm các điểm tấn công hỏa lực hơn là những đơn vị đột kích hiệu quả theo giới chuyên gia dường như ukraina đã kiệt quệ về mặt hỏa lực và hiện quân đội ukraina chỉ có đủ lực mở một vài mũi tấn công điểm chứ không còn khả năng tấn công ồ ạt rộng khắp như mấy tháng trước với điều kiện mùa đông đang đến gần và những con đường trở nên lầy lội không phù hợp cho hoạt động tác chiến trên bộ của các phương tiện thiết giáp hạng nặng có thể quân đội ukraina sẽ phải chuyển từ thế công sang thế thủ chờ đợi cho đến mùa hè năm tới đây cũng là thời điểm lực lượng không quân nước này sẽ nhận được những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ các đồng minh phương Tây, với hy vọng sẽ chiếm được quyền kiểm soát không phận, hỗ trợ hỏa lực từ trên không cho lực lượng bộ binh cơ giới nhằm xoay chuyển cục diện chiến trường. Ông Zelensky lo lắng phương Tây phớt lờ Ukraine Cộng đồng toàn cầu có thể trở nên ít chú ý hơn đến Ukraine, Tổng thống Ukraine Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn. Đồng thời, ông Zelensky hy vọng nhận được sự hỗ trợ tiếp tục của Mỹ. Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố nếu viện trợ cho Kiev chấm dứt, thời gian sẽ đứng về phía Nga. Căng thẳng mới nhất ở Trung Đông bùng lên sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của phiến quân Hamas trên lãnh thổ Israel. Israel tuyên bố tình trạng chiến tranh, tấn công đáp trả các mục tiêu ở giải Gaza. Các cuộc đụng độ và pháo kích đã khiến khoảng 900 người Palestine thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương, trong khi Israel ghi nhận hơn 1.000 người thiệt mạng và hơn 3.400 người bị thương. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết hàng chục máy bay chiến đấu đã tấn công hơn 70 mục tiêu ở khu vực Daraja Tufa của giải Gaza vào sáng ngày 11 tháng 10. Trước bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết tàu sân bay USS Gordon Ford của Hải quân Mỹ đã đến phía đông của biển địa Trung Hải. Tướng Michael Corilla, chỉ huy Sencom nói rằng việc triển khai các lực lượng quân sự hạng nặng tới khu vực là một tín hiệu răn đe mạnh mẽ đối với các thế lực thù địch. Trước đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết Mỹ có thể đáp ứng mọi yêu cầu mà đối tác Israel đưa ra. Lầu Năm Góc đang làm việc nhanh nhất có thể để đẩy nhanh việc cung cấp đạn dược và thiết bị cực kỳ cần thiết, cũng như liên hệ với các nhà thầu quân sự để đáp ứng đề nghị từ Israel. Tổng thống Nga Putin đến Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 10 năm Vành đai Con đường. Bắc Kinh vừa thông báo sẽ tổ chức diễn đàn Vành đai Con đường tại Bắc Kinh vào tuần tới, nhiều nhà lãnh đạo, trong đó có tổng thống Nga Putin sẽ tham dự. Đại diện hơn 130 quốc gia dự kiến sẽ dự lễ kỷ niệm 10 năm Trung Quốc triển khai sáng kiến hạ tầng quy mô lớn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ dự lễ khai mạc diễn đàn và có bài phát biểu đề dẫn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, ông Tập cũng sẽ chủ trì tiệc chiêu đãi các lãnh đạo nước ngoài và những người đứng đầu các tổ chức quốc tế. Tổng thống Putin cho biết sẽ tham dự diễn đàn. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông đến Trung Quốc kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trung Quốc và Nga gọi nhau là đối tác chiến lược không giới hạn, giai đoạn hiện nay vẫn tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế và quân sự. Vào ngày 10 tháng 10, Bộ ngoại giao Nga cho biết ngoại trưởng Sergey Lavrov cũng dự diễn đàn và có hội đàm với người đồng cấp Vương Nghị. Chúng tôi hoan nghênh các quốc gia và các đối tác tích cực tham gia sáng kiến Vành đai con đường đến Bắc Kinh để thảo luận về kế hoạch hợp tác và tìm kiếm sự phát triển chung. Bà Mao Ning, một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu gần đây. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết diễn đàn tuần tới sẽ tập trung vào chủ đề xây dựng chung chất lượng cao của vành đai con đường, cũng như sự phát triển và thịnh vượng chung. Bắc Kinh cho biết trong sách trắng công bố vào ngày 10 tháng 10 rằng BRI đã mang lại các hợp đồng, trị giá là hơn 2.000 tỷ USD trên khắp thế giới, tương đương với quy mô một số nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bắc Kinh khẳng định BRI đã mang lại lợi ích thực sự cho các nước tham gia lạnh lùng với Kiev, giai đoạn quan hệ lãng mạn Ba Lan Ukraina đã hết. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhấn mạnh khi nhắc đến mối quan hệ với Ukraina, lợi ích của Warsaw sẽ vẫn luôn được ưu tiên. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vừa khẳng định không có xung đột ngoại giao giữa Ba Lan và Ukraina. Ba Lan vẫn cung cấp hỗ trợ cho Kiev trong giới hạn bình thường và các cuộc đàm phán để giải quyết tranh chấp thương mại ngũ cốc vẫn tiếp tục không bị gián đoạn. Tuy nhiên, người đứng đầu nhà nước Ba Lan nhấn mạnh, chúng tôi đang tiếp tục ủng hộ Ukraine, nhưng cũng quan tâm đến lợi ích và an ninh của chính mình. Tất nhiên, trong mối quan hệ với Ukraine, lợi ích của Ba Lan sẽ luôn được ưu tiên. Tổng thống Duda nói thêm rằng, Ba Lan đang tìm cách bảo vệ lợi ích của nông dân trong nước khi xảy ra tranh chấp thương mại nhập khẩu ngũ cốc với Ukraine. Ông Duda phàn nàn, các quan chức Ukraine đã không nói rõ ràng, dù có lệnh cấm bán nông sản của nước này trong thị trường nội địa Ba Lan. Ba Lan vẫn giữ cam kết tiếp tục vận chuyển ngũ cốc Ukraine qua lãnh thổ của mình. Việc vận chuyển ngũ cốc nhằm đảm bảo nguồn cung cấp đến Châu Phi và Mỹ Latin vẫn tiếp tục và đã tăng gấp đôi trong hai tháng qua. Chúng tôi không muốn ngũ cốc Ukraine vốn gây tổn hại cho thị trường Ba Lan xâm nhập vào lãnh thổ của chúng tôi, thường là bất hợp pháp để bán ở Ba Lan. Điều này gây tổn hại đến lợi ích của nông dân Ba Lan. Chúng tôi sẽ bảo vệ nông dân của mình vì đây là nghĩa vụ của chính phủ, ông Juza phân trần. Khi được hỏi liệu ông có liên lạc với Tổng thống Zelensky trong tương lai gần hay không, người đứng đầu nhà nước Ba Lan lưu ý rằng khi có nhu cầu, điều đó chưa bao giờ có vấn đề. Hiện tại giữa chúng tôi đang có vấn đề về ngũ cốc và tôi hy vọng sẽ sớm được giải quyết. Tôi rất vui vì Ukraine đã quyết định đình chỉ các thủ tục kiện tại Tổ chức Thương mại Thế giới về KTO, nơi họ đã nộp đơn khiếu nại vì các cuộc đàm phán đang tiến triển đúng hướng, Tổng thống Zuzha nói. Ông Andrzej Duda cũng chỉ ra các công ty Ba Lan vẫn đang triển khai các hợp đồng cung cấp thiết bị quân sự đã ký kết với Ukraine. Các hợp đồng của các công ty sản xuất vũ khí Ba Lan về xe Rosomak và Karab, hệ thống tên lửa phòng không vác vai di động Pioran và súng trường tấn công Grot cho Ukraine hiện vẫn đang được thực hiện. Họ vẫn là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine. Quan hệ Ukraine-Ba Lan trở nên phức tạp hơn đáng kể liên quan đến cuộc khủng hoảng ngũ cốc Ba Lan quyết định đơn phương gia hạn lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine sau thời hạn 15 tháng 9 của Liên minh châu Âu-EU. Các nhà lãnh đạo Ukraine gọi việc đóng cửa biên giới của Ba Lan là không thể chấp nhận được, nên đã đệ đơn kiện lên WTO. Trong khi Tổng thống Zelensky cáo buộc bốn quốc gia thành viên EU giả vờ đoàn kết bằng cách gián tiếp ủng hộ Nga, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, bài phát biểu của ông Zelensky đã gây phẫn nộ ở Ba Lan và bị các chính trị gia hàng đầu nước này lên án. Vào ngày 6 tháng 10, Kiev đã tạm đình chỉ vụ kiện với lý do nước này muốn tìm một giải pháp mang tính xây dựng trong khuôn khổ toàn bộ EU. Phát biểu trong cuộc gặp với giới truyền thông ở Bruxelles mới đây, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Thương mại và Nông nghiệp Ukraine Taras Kaka cho biết, Kiev muốn tiếp tục tham vấn nhằm tìm ra giải pháp mang tính xây dựng cho vấn đề ngũ cốc, nhằm đáp ứng lợi ích của các nước láng giềng và của chính Ukraine. Tuy nhiên, để nối lại các cuộc đàm phán về ngũ cốc mang tính xây dựng với Ukraine, Warsaw yêu cầu Kiev rút đơn khiếu nại khỏi WTO, chứ không chỉ đơn giản là đình chỉ. Brada dẫn lời người phát ngôn viên chính phủ Ba Lan Piotr Müller cho biết, Warsaw coi quyết định của Kiev tạm dừng khiếu nại Ba Lan, Slovakia và Hungary lên WTO là bước đi quan trọng nhưng chưa đủ. Chúng tôi đang chờ đợi những hành động mang tính xây dựng hơn nữa từ Ukraine nhằm tạo ra mối quan hệ phù hợp. Ông Piotr Müller cho biết, trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Robert Tellers cho biết chính phủ nước này chưa hiểu tuyên bố về việc đình chỉ. Vì muốn cải thiện quan hệ giữa hai bên thì đơn khiếu nại nên được rút lại. Theo Bộ trưởng Robert Tellers, Warsaw yêu cầu Kiev rút đơn khiếu nại vì nó vô căn cứ và vô lý. Tại sao Kiev có thể khiếu nại Warsaw rằng chính phủ Ba Lan đang giúp đỡ nông dân của chính mình? Trong bối cảnh đó, tại hội nghị Ngoại trưởng EU mới nhất được tổ chức ở Kiev, Ba Lan chỉ cử tham dự ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao. Ngoại trưởng Ba Lan... Big New Raul đã không giấu giếm sự thật rằng sự vắng mặt của ông ở Kiev đã bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Kiev và Warsaw. Theo Ngoại trưởng Rao, việc Ukraine chọn leo thang tranh chấp thương mại này lên WTO và Đại hội đồng Liên hiệp quốc khiến lòng tin của xã hội Ba Lan liên quan chính sách hiện tại của chính phủ Ukraine đối với Ba Lan bị lung lay. Ông Rao nhấn mạnh, sau những gì đã xảy ra, việc quay trở lại tình trạng ban đầu sẽ đòi hỏi những nỗ lực to lớn. Ngược lại, đại sứ Ukraine tại Ba Lan Vasin Varych cũng đặt câu hỏi tại sao các công ty quốc phòng Ba Lan không tham dự diễn đàn công nghiệp quốc phòng tại Kiev dù đã được mời. Cơ quan quốc phòng nhà nước Ba Lan sau đó xác nhận họ đã nhận được đời mời từ Kiev, nhưng do các hoàn cảnh khác không cho phép ba lãnh đạo cấp cao của họ tham gia diễn đàn. Cách đây không lâu, cặp đôi Ba Lan-Ukraine còn được ca ngợi là một trục của châu Âu mới sẽ nổi lên sau khi xung đột Nga-Ukraine kết thúc. Nhưng những sự kiện xảy ra trong những tuần qua đã khiến điều này có vẻ giống như một giấc mơ. Ba Lan dù đã không từ chối Ukraine nhưng lập trường lạnh lùng đối với Kiev trong vấn đề mới nảy sinh trong quan hệ vốn đầm ấm đang khiến những dạn nứt lan rộng hơn. Khi mọi chuyện lắng xuống sau cuộc bầu cử ở Ba Lan, việc lật ngược các quyết định là điều hoàn toàn không dễ dàng. Hơn thế, nếu xảy ra, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều cách hành xử từ Kiev mà Warsaw mong muốn nhận được. Như vậy, sau những vết dạn, vẫn lờ mờ nguy cơ đứt gãy có thể làm suy yếu không chỉ quan hệ Ba Lan-Ukraine, mà còn cả những nỗ lực đoàn kết của phương Tây trong cuộc xung đột với Nga. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!